Chết thật, sao quay lại lại đỡ đông quá này. Khắm lọ nhỉ. Quay lại upgrade đồ đâu mà có cái gì đâu. Được hai ô đồ mẹ à. Tự nhiên thêm một cái để tăng máu cho hốt. Chứ không hốt 400 máu thì ăn thua gì. Cuối cùng cũng đã vượt vượt ngưỡng 600, bây giờ hai người đều máu nhau rồi. Cũng cân cân rồi đấy. Sao không dùng Fira, mình nhớ mình tăng Fira rồi mà. Tao dùng chuột file để luôn này. Thấy. Đấy, nó phải vậy chứ. Tự nhiên bị hụt quả skill đấy. Tí nữa thì chết. 4 sao bộ ạ. Có 4 sao thì làm ăn cái gì. Cái màn này mình ghét này. Tự nhiên cứ phải đánh hết bọn nó. Mình muốn cái công đoạn đánh cày kéo thì phải là sao nhỉ. Để lúc mà rảnh thì mình chơi thôi. Còn bây giờ mình không dám để cày đoạn này vì sợ cái đoạn cày này là cái đoạn tiến trình của game ấy. Sợ nó có đoạn phim nào đó mà không kịp ghi hình thì nó cũng phí. Mình cứ ghi thông luôn này. Ngựa cắn bố mày này. Chúng ta đi. Mày thích canh à? Mày canh cái hòm này đi. Lợi thế rồi nha. Làm gì thì làm, tôi scan nó đã. Nó sợ lửa. Tốt quá rồi. Ui. Ui. Hất văng đối phương lên luôn. Là Ninh mạnh rồi đấy. Quên mất tí nữa quên cái hòm. Còn nữa. Đâu ấy? Ờ nó ở dưới đất. Lợi thế đi mà. Hay quá, lợi thế rồi. Ơ không lại thế à? Ui. Blitz. Mở đường cho tao. Mình đánh trước à? Hay là nó phát hiện ra mình trước nhỉ? Đấy có lợi thế. Là nên cứ Blitz đi. Bọn đấy nó đông đứng giày rít này, Blitz là tốt nhất. Chém bo làm gì, mệt ra. Ui dồi đấy, phải như vậy, đấy. Vẫn chỉ 4 sao. Mình chơi vẫn hơi yếu hơn so với quy định. Tại mình hơi lười cày, mình chỉ cày được đến mức đấy thôi. Úi dồi, vừa đi qua phát thì nó hiện laser. Ui, con quái vật đến. Ui, con này to này. Biết gì về con này chưa ta? Phải scan rồi. Nó yếu khi gặp nước. Để em tăng thủ cho chị nha. Tăng kháng phép này. Rồi thế thôi. Thằng này cứ vạng lửa. À vạng nước vào mặt nó thôi. Không có nước thì chơi băng vậy. Một nửa máu của nó rồi đấy. Không ít đâu.
Nó sắp đầy cái thanh 120% rồi kìa. Không biết đầy thì nó lên bao nhiêu. Đầy đi mà, đầy đi mà. 220%. Úi dồi, vãi thật. Bà Lightning bà đánh bay quái vật lên không ạ? Nghịch lý nhỉ, người thì gầy còm, kiếm thì bé tí, đánh bay con quái to lên. Cứ để chúng đến. Sao lại cứ để chúng đến? Nói năng cộc lốc vậy. Ơ, có đường bí mật này. À không, đến đường đúng ấy. Hình như boss trên này này. Úi dồi ôi. Cái khỉ gì đây? Tàng hình, lợi thế rồi. Úi dồi đông quá. Vả từng con một hết ngày. Úi dồi. Phi ra mạnh thật đấy. Diện rộng luôn ạ. Quá dữ. Mình muốn tăng Lightning cái điểm medic nó cao lên giống như thằng kia ấy. Ở tập trước là nó được cái tăng thêm một ô để mặc đồ ấy. Nó có hai đồ hỗ trợ thì nó tốt hơn. Để rồi. Úi dồi, gần được rồi. Đây rồi, tăng thêm một slot. Cứ đi tiếp rồi. Thằng này cũng phải tăng đi thôi. Mình tăng thằng này medic hơi nhiều, chắc phép thuật nó hơi yếu. Trưởng gì đây? Nội tại à? Quách, gần được trưởng Quách rồi. Quách là như kiểu đội đất lên ấy. Thôi đây mới là boss này, chả có đồ phụ trợ gì, giờ đánh vất vả rồi đây. Take 5 cái gì, lấy 5 á. Gặp boss thật rồi, đoạn phim này. À đâu, đang ngồi kể chuyện à. Cái gì đang ngăn em? Là sao? Được thôi. À em đang ngăn cái gì hay là cái gì? Đó có phải là thứ của Lucy không là sao? Đó là Snow đúng không? À vấn đề. Cái gì đang gặm nhấm tâm hồn ấy? Snow. Là tặng Snow. Có chuyện gì với hắn? Chị sẽ không hiểu đâu. Chị và em giờ là cộng sự rồi đúng không? Hope. Mẹ của em đã bị giết. Tất cả vì hắn. Là lỗi của hắn. Và hắn cần phải trả giá vì điều đấy. Em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng em sẽ sớm thôi. Ý là sẽ mạnh hơn để kết liễu hắn. Đó là lý do tại sao em đi theo chị. Snow đã đẩy chúng ta vào chuyện này. Chị và em. Cả Sera em gái chị nữa. Hắn phải trả giá. Ô, trên đó. Lightning làm chủ rồi. Hay quá, thế là từ giờ dùng được Edolon của Lightning rồi đấy. Đi thôi.
Save game cái. Để xem mình chơi được bao nhiêu tiếng rồi, vừa nãy quên không xem. Đây, 7 tiếng. Ok, phải giết chứ, toàn nhầm cái đoạn này thôi. Cái này không có cổng à? Thế thì cứ đi đánh thoải mái thôi. Đi chạy thoải mái thôi, không đánh nhau đâu. Không bắt buộc phải đánh nhau để mở cổng mà. Nên gặp chùm luôn đi, đánh boss luôn đi. Không có thuốc hỗ trợ nhưng thôi không sao. Tao sẽ xử lý được mày nhanh thôi. Sẽ dừng ở cái tán cây này thế này. Lại tranh thủ nói chuyện. Em có thể dùng cái kiếm như thế không? Hơi nặng với em đấy. Là Ninh lại nhớ lại ngày 12 đang ở nhà, ui nhà sang thế, ăn cơm sang chảnh thế này. Bánh à, sinh nhật Lai Ninh mà. Em đã trở thành Lucy. Và giờ em lại muốn lấy thằng này sao? Em nghĩ chị dở hơi à? Nhảm nhí, đừng có quên. Nếu em thật sự là Lucy, việc của chị chính là xử lý em đấy. Chị không tin đúng không? Thật là vớ vẩn. Ngày sinh nhật tồi tệ nhất. Này, Sierra, hình như Lai Ninh không tin, nghĩ là đang giở trò để đòi cưới thằng Snow. Tại sao chị không tin nó? À, không tin cô ấy. Cậu đùa tôi sao? Nó mà lại biến thành Lucy được sao? Lai Ninh, này, cậu mới là người dừng lại đấy. Cút ra khỏi nhà tôi. Tại sao cô cứ bịt miệng cô ấy vậy, không để cô ấy nói? Là em gái cô mà. Tốt thôi. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Làm gì ấy? Đeo găng tay thì rửa tay làm gì? Có quà cơ mà. À, hóa ra con dao này là quà sinh nhật của Sierra tặng Lightning. Đẹp làm sao? Chúng tôi nhận được chương trình từ Sanctum. Đêm hôm qua, chính thức đã xuất hiện Boon Falusi. Hành động của Falusi Eden. À, bây giờ bắt đầu tin rồi đấy. Bây giờ mới biết là em gái mình nói thật. Đây là tin tức từ đại khái là đang nói là về vụ Boon Falusi xuất hiện. Sierra, chị lẽ ra phải nghe lời em mới đúng. Trời ạ, hóa ra vẫn chưa gặp boss à? Lâu thế. Mình không nhớ được cái đoạn này nó lại lâu như thế này đâu. Lằng nhằng vãi ra. Đừng có mà định vồ chị. Chị không như thằng kia đâu, chị chạy nhanh lắm. Ê, có con lạ lạ kìa. Xử lý con này đi. Được lợi thế không đây? Nó không biết mình mà, nó đã nhìn thấy gì đâu. Được lợi thế rồi. Thôi mày chết đi con ơi. À đúng rồi, mình phải cày đi. Đủ 3 thanh TB thì mới triệu hồi được Eidolon mà đúng không? Phải đánh nhau nhiều vào. Không đâm sao hơi phí, lợi thế mà không đâm sao thì ăn cướp đi. Có kiếm mới à, nhưng mà chưa dùng được. Kiếm cũ đang khỏe, tại sao phải dùng kiếm mới?
quay lại đánh bọn này đã. Điểm AT, điểm TB bao nhiêu rồi? Gần 3 rồi. Bao giờ đủ 3 thì mình đi. Đánh nhau với bà mày đi. Blitz. Này thì chúng mày chết đi. Càng đông càng vui. Này thì mày chết rồi con ơi. Hồi máu cho cưng nào. Chị mua rất nhiều máu cho mày rồi đấy. Đánh nhiệt tinh vào. Giờ ra xem điểm TB bao nhiêu mới được. Vẫn chưa được 2-3 à? Làm gì còn quái ở đây nữa. Mình muốn triệu hồi Eidolon. Trời ơi. Hy vọng à đấy. Vẫn còn đấy thế. Mình cứ tưởng đừng sắp đến rồi. Hóa ra còn dài. Đánh nốt bọn này đã. Không được lợi thế nhưng không sao. Cứ blitz hết bọn nó là xong. Hai con này. Mọi việc đơn giản hơn mình nghĩ đấy. Ba rồi, ok. Từ giờ sẽ không đụng độ nữa. Ui, đã gặp boss đâu, còn lâu. À đâu, cái khu rộng rộng này khá là boss này. Ôi chết rồi, trước khi vào đấy thì phải gặp con này đã. Hơi mệt à nha. Mong là nó nhanh đầy cái thanh thanh gì nhỉ? Stagger. Đừng có sợ. Chị sẽ kiên liễu mình nhanh thôi. Đừng có mà nóng giận. Mày ngắt quãng chị à? ATB dài thì thời gian trong lúc đấy mình có nhiều thời gian để mà hồi máu với hết hơn, không bị lỡ nhịp. Nhịp dài thì lợi đấy. Đến bây giờ mới nhận ra cái điều này. Mình sắp đánh boss rồi đấy. Sắp chưa đây. Đánh chưa ta? Từ từ xem trước cái bản đồ đã. Ui, chưa đâu, còn lâu. Đi tiếp đi. Save game guy.